À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành cùng với các em tìm hiểu chương trình lịch sử và địa lý lớp 6, phân môn lịch sử của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài 20, Vương quốc Phủ Nam. Đầu tiên, cô hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong mục 1 sách giáo khoa trang 92 về sự hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam. Trong mục 1 này có hai yêu cầu cần chúng ta tìm hiểu. 1. Vương quốc Phù Nam ra đời ở đâu và vào thời gian nào? 2. Lập trục thời gian thể hiện các mốc hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam. Với yêu cầu số 1, cô hướng dẫn các em trả lời như sau. Địa bàn thì Vương quốc Phù Nam được hình thành ở khu vực Nam Bộ nước ta hiện nay trên cơ sở của nền văn hóa Ốc Eo. Về thời gian, Vương quốc Phù Nam được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 1. Với yêu cầu số 2, các em lập cho cô một trục thời gian thể hiện quá trình hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam với một số dấu mốc sau. Dấu mốc đầu tiên đó là khoảng thế kỷ thứ 1, Vương quốc Phù Nam ra đời. Từ khoảng thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ 5, nó là thời kỳ phát triển thịnh vượng, hình thành đế chế hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Đến khoảng thế kỷ thứ 6 thì Vương quốc Phù Nam dần suy yếu do nhiều nguyên nhân và đến khoảng thế kỷ thứ 7 thì bị người Chân Lạp xâm chiếm. Đấy là một số cái mốc thời gian khi mà chúng ta tìm hiểu về Vương quốc Phù Nam. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang tìm hiểu các câu hỏi trong mục số 2, hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội của Vương quốc Phù Nam. Trong mục này có 3 yêu cầu cần chúng ta tìm hiểu. Yêu cầu số 1, hình 4, 5 và đoạn tư liệu sách giáo khoa trang 93 cho em biết điều gì về cư dân Phù Nam. 2. Hãy cho biết hoạt động kinh tế của cư dân Phù Nam. Và yêu cầu số 3, xã hội Phù Nam gồm những tầng lớp nào, có những nét tương đồng nào so với xã hội Champa. Khi tìm hiểu mục 2, với yêu cầu số 1, các em tập trung quan sát cho cô hình 4 và hình 5 sách giáo khoa trang 92 và đoạn tư liệu sách giáo khoa trang 93, thì thông qua các hình ảnh và tư liệu đó, chúng ta sẽ thấy được tính cách và đặc điểm của cư dân Phù Nam. Đó là cư dân Phù Nam mưu lược nhưng tốt bụng và thật thà. Và điểm thứ hai chúng ta rút ra về cư dân Phù Nam, đó là cư dân Phù Nam đã phát triển mạnh hoạt động trao đổi và buôn bán, đặc biệt là hoạt động trao đổi và buôn bán với bên ngoài. Và minh chứng rõ rệt nhất đó là chúng ta đã tìm thấy đồng tiền kim loại của Phù Nam tại di chỉ văn hóa Ốc Eo và huy chương La Mã được tìm thấy tại di chỉ nền chùa Kiên Giang ngày nay. Với yêu cầu số 2, chúng ta tìm hiểu về hoạt động kinh tế của cư dân Phù Nam thì thấy rằng kinh tế của cư dân Phù Nam cũng rất phong phú. Về nông nghiệp thì người Phù Nam trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt thủy, hải sản. Trong lĩnh vực thủ công nghiệp đẩy mạnh phát triển một số ngành nghề như làm gốm, làm đồ trang sức, làm đồ đựng bằng thủy tinh, luyện đồng, rèn sắt, chế tạo công cụ sản xuất, vũ khí. Và đặc biệt đó là buôn bán phát triển mạnh, hoạt động giao lưu trao đổi với buôn bán với bên ngoài được thực hiện thông qua các cảng thị, tiêu biểu nhất đó là Ốc Eo. Yêu cầu số 3, chúng ta sẽ tìm hiểu về xã hội Phù Nam. Thì thấy rằng xã hội Phù Nam được phân chia thành 5 thành phần chính, đó là quý tộc, tăng lữ, thương nhân, thợ thủ công và nông dân. Thì so sánh với xã hội Champa thì chúng ta có thể thấy rằng về cơ bản, kết cấu xã hội của người Phù Nam và Champa có sự tương đồng với nhau, đều tồn tại một số tầng lớp như quý tộc, tăng lữ, thương nhân, thợ thủ công và nông dân. Tuy nhiên thì nó cũng có một điểm khác biệt, và điểm khác biệt này thể hiện ở chỗ đó là trong xã hội Champa còn tồn tại tầng lớp nô lệ, còn xã hội Phù Nam
thì không thấy nhắc đến tầng lớp nô lệ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu hỏi trong mục số 3, một số thành tựu văn hóa nổi bật của cư dân Phù Nam. Về văn hóa thì chúng ta thấy rằng người Phù Nam có tín ngưỡng đa thần, tiêu biểu đó là thờ thần mặt trời và có sự tiếp thu của Ấn Độ giáo, Phật giáo. Về điêu khắc thì họ đã có nhiều cái tác phẩm tạc tượng các vị thần Phật giáo và Ấn Độ giáo bằng gỗ và bằng đá, ví dụ như là tượng thần Vishnu, tượng Phật bằng đá, vân vân. Họ biết dựng nhà sàn bằng gỗ trên mặt nước, lợp mái bằng lá, sống hòa hợp với môi trường sông nước, biết dùng ghe, thuyền để đi lại và sử dụng sức kéo của trâu, ngựa, bò. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu các câu hỏi khi nghiên cứu bài 20. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang làm một số bài tập trong phần luyện tập và vận dụng. Và trong phần luyện tập và vận dụng của bài 20, chúng ta có 2 bài tập. Bài tập 1, hãy so sánh hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội giữa cư dân Phù Nam với cư dân Champa. Bài tập 2, theo em, nét văn hóa nào của cư dân Phù Nam vẫn còn được lưu giữ trong đời sống của cư dân Nam Bộ hiện nay? Với bài tập số 1, cô hướng dẫn các em trả lời như sau. Đó là một bài tập so sánh. Và so sánh thì để khoa học nhất, các em hãy lập cho cô một cái bảng về tiêu chí so sánh, điểm giống và khác nhau giữa cư dân Champa và cư dân Phù Nam. Về hoạt động kinh tế thì chúng ta thấy rằng điểm giống nhau giữa cư dân Champa và cư dân Phù Nam đó là đều làm nhiều nghề khác nhau. Đó là nông nghiệp có sự kết hợp với thủ công nghiệp và buôn bán trên biển. Tuy nhiên thì có một số điểm khác biệt, đó là cư dân Champa thì phát triển mạnh nghề khai thác lâm thổ sản, còn cư dân Phù Nam thì phát triển mạnh về ngoại thương đường biển. Về tổ chức xã hội thì giống nhau, vua đều là người đứng đầu nhà nước, có quyền lực tối cao, dưới vua là hệ thống quan lại với nhiều cấp bậc. Trong xã hội thì tồn tại một số tầng lớp như quý tộc, tăng lữ, thương nhân, thợ thủ công, nông dân. Tuy nhiên có điểm khác biệt như chúng ta đã phân tích khi nghiên cứu phần 3 nhỏ, đó là cư dân Champa thì vẫn còn tồn tại tầng lớp nô lệ, còn cư dân Phù Nam thì không thấy có sự tồn tại của tầng lớp nô lệ trong kết cấu xã hội. Với bài tập số 2 thì chúng ta có thể thấy rằng những nét văn hóa của cư dân Phù Nam vẫn còn được lưu giữ trong đời sống của cư dân Nam Bộ hiện nay. Ví dụ như là dùng thuyền, ghe để đi lại trên các kênh, rạch, sông, ở nhà sàn bằng gỗ trên mặt nước và chung sống hài hòa với môi trường nước. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu tất cả các câu hỏi và bài tập khi nghiên cứu nội dung bài 20, Vương quốc Phù Nam. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Hẹn gặp các em ở những cái video sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.